Nếu các bác đang muốn sở hữu một đôi loa Dean Audio 40 Special thì có lẽ đây là một trong những cơ hội tốt nhất. Đó chính là chương trình khuyến mại của Thiên Audio. Khi mua loa Dean Audio Special 40 phiên bản kỷ niệm 40 năm thành lập hãng sẽ được Thiên Audio tặng ngay chiếc âm ly Roma Synthesis 37DC trị giá lên tới 62 triệu. Quả thật là một trong những cơ hội tốt nhất để sở hữu cái đôi loa này. Và khi được tặng kèm một chiếc âm ly xịn đến như vậy. Ở đây mình đang có cái chiếc loa Dean Audio Special 40 phiên bản. Đây là một phiên bản nó gọi là Red Bird, tức là phiên bản màu gỗ đỏ hồng và được làm bóng rất là đẹp. Cái sự hoàn thiện của Dean Audio cho những cái loa ở phân khúc cao cấp thì chưa bao giờ làm mình cũng như tất cả các audiophile phải thất vọng, vì cái cách mà họ gia công màu gỗ, vân gỗ tới các cái chi tiết đều có thể nói là rất hoàn hảo và xứng tầm cho một đôi loa ở đẳng cấp high-end. Đây là một đôi loa rất là hay. Nó được định vị là một đôi loa cao cấp với một cái mức giá tham khảo lên tới là 89 triệu 100 ngàn đồng. Thì đây là một cái dòng loa đặc biệt mà họ chỉ làm trong một quãng thời gian để kỷ niệm những cái dấu mốc thành lập hãng. Cụ thể là hãng Dean Audio thì thành lập năm 1977 và đôi này là kỷ niệm 40 năm. Vậy nên đôi này sẽ được ra mắt trong cái quãng bắt đầu từ khoảng năm đầu những năm 2017. Nó sử dụng một cái loa tép gọi là Serota Esota riêng biệt, và một cái tép này được thiết kế để dành riêng cho cái đôi loa này. Nó có một cái đường kính là 28mm. Tiếp tục là họ sử dụng một cái màng loa với công nghệ là MSP, nó có đường kính là 17cm và cho cái đáp tuyến tần số trầm xuống cực kỳ tốt, lên tới, tức là cái giải trầm nó xuống được tới mức là 41Hz ở mức suy hao 3dB. Và nếu như điều kiện phòng hợp lý cộng như cái vị trí sắp đặt cách tường một cái khoảng tối ưu thì nó hoàn toàn có thể cho tiếng trầm xuống được dưới 40Hz. Đây là một trong những cái mức tiếng trầm phải gọi là cực kỳ sâu đối với bất cứ một đôi loa bookshelf nào, và nhất là ở cái kích thước như vậy. Tiếp tục là cái giải cao thì nó có thể lên tới là 23.000Hz. Đây cũng là một cái định mức giải cao thường các cái loa tép của Dean Audio có thể lên được, và nó có thể lên được cái giải tần số đấy với một cái độ chính xác rất là cao và âm thanh cũng rất là dịu, không hề có hiện tượng bị chói gắt. Nó sử dụng một cái lỗ thông hơi ở phía đằng sau, chính vì vậy mà các audiophile có thể căn cứ vào cái điều kiện phòng của mình để tính một cái khoảng cách so với phía đằng sau để có được một cái sự cộng hưởng âm trầm tốt nhất. Đôi loa này nó không phải là một đôi loa quá khó kéo, nó có một cái mức trở kháng là 6 ohm. Đây là một cái mức trở kháng không phải gọi là quá thấp của Dean Audio, và nó có một cái độ nhạy thì tương đối thấp, nhưng mà cũng là quá bình thường đối với những cái đôi loa bookshelf, đó là độ nhạy 86dB. Để ghép với cái loa này, chúng ta cần một cái âm ly công suất thực khoảng từ, theo mình khoảng từ 50W trở lên thì để khai thác tốt, và phải là âm ly công suất thực và chất lượng cao. Và đó chính là món quà mà Thiên Audio muốn dành tặng cho những ai muốn sở hữu đôi loa này. Đó chính là tặng chiếc âm ly Roma Synthesis 37DC trị giá lên tới, giá tham khảo nó là 62 triệu, mua loa 89 triệu, tặng âm ly 62 triệu. Đây là một chiếc âm ly đến từ nước Ý, nó được sản xuất tại Ý. Đôi loa của chúng ta thì được sản xuất tại Đan Mạch, tức là đây là một combo hoàn toàn có xuất xứ châu Âu. Và vì vậy mà về cơ bản là khi âm thanh của các cái thiết bị có cùng một cái châu lục ghép với nhau thì họ sẽ ra được một cái âm thanh có được một cái độ sang trọng, đó là cái âm thanh của châu Âu. Và âm ly Ý Roma Synthesis 37DC là một chiếc âm ly rất là độc đáo, vì nó sử dụng một cái sự kết hợp giữa bóng đèn và mạch công suất bán dẫn. Cụ thể là họ sử dụng bóng đèn cho cái mạch đầu vào, và cái phần xuất âm chính ra thì họ sử dụng một cái mạch là Class D. Thì cái mạch Class D này họ trang bị công suất rất là mạnh, nó lên tới là 250W nhân 2 ở trở kháng 8 ohm. Và khi đánh những cái loa nó xuống đến trở kháng 4 ohm thì nó cho được một cái công suất lên tới là 450W. Thì đây là một cái mức công suất phải gọi rất là mạnh mẽ, và cũng là những mức công suất đặc trưng của một chiếc âm ly cao cấp sử dụng mạch Class D. Với cái mức công suất này thì đương nhiên nó có thể thổi quá là tốt cái đôi loa Dean Audio Special 40 mà Hải Sơn vừa giới thiệu. Cũng như là nếu như các bác về sau có muốn chơi thêm hoặc là nâng cấp thêm những cái đôi loa cao hơn thì theo mình là nó vẫn có thể tải được. Chiếc âm ly này thì nó cơ bản thôi, nó có một số các cái đầu vào cho jack RCA
và cho cái mâm than sử dụng là kim MMMC trở kháng cao. Ngoài ra nó có bổ sung thêm một đường pre-out để cho chúng ta có thể sử dụng thêm một cái cục subwoofer bên ngoài hoặc là một cái âm ly công suất. Thì bây giờ mình sẽ nói về chất âm cả bộ. Trước khi thực hiện cái phần giới thiệu này thì mình cũng đã nghe thử để cảm nhận xem là cái sự kết hợp này nó hoàn hảo đến mức độ nào. Thì mình thấy là âm thanh đưa ra rất là chi tiết và rất là dày dặn, tức là rất là luôn luôn rất là bất ngờ với cái âm thanh của những cái đôi loa Buxell của Din Audio khi họ có thể cho ra được cái tiếng hát rất là dày dặn và nghe có thể gọi là nếu mà chúng ta nhắm mắt vào thì nghe tựa như là đang nghe một đôi loa cột vậy. Thì bây giờ xin mời quý vị các bạn thưởng thức những bản nhạc được trình diễn bởi hệ thống này. These are called those senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. One had his warm meat up and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side is a living hell. So you do what it takes, pick up stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Tình
như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn lại vì sao anh lẻ. Qua màn trình diễn vừa rồi thì các audio file có thể thấy được rằng đây là một bộ combo phối ghép rất là hợp với nhau, và nó đem lại một cái khả năng chúng ta có thể chơi nhạc nhiều giờ liền mà không hề cảm thấy bị mệt mỏi, cũng như nghe được rất nhiều các thể loại nhạc khác nhau. Vì chiếc âm ly này đang chỉ có một chiếc, cho nên bộ combo này chỉ có duy nhất một bộ khuyến mại. Vì vậy mà các audio file nếu như quan tâm tới cái sản phẩm loa Dinaudio này thì hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline của Thiên Audio cũng như tham khảo website của Thiên Audio để biết thêm chi tiết. Và nếu thấy clip hay thì like, subscribe kênh YouTube của Thiên Audio để luôn được đón xem về những sản phẩm, những bộ khuyến mại hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.